Alo. Ừ, tôi nè, tôi đây. Phải à, phải cậu là cô Trang giới thiệu tới không? Đúng rồi, đúng rồi. Rồi, đúng, đúng số nhà đó. Nhớ tới nha. Ừ, cứ nói chuyện vui vui à, né né bớt nói chuyện trong công ty nha. Nói quá lộ á. Ừ, tại vì ông nghỉ hưu lâu rồi. Cái Tết nhất mỗi thường đó, thì người ta tới người ta chúc Tết vui vẻ. Còn năm nay sợ không có ai tới anh nên ổng buồn. Tôi muốn cậu tới làm cho nó xôm tụ vậy mà. Rồi rồi, nhớ nha, nói chuyện trong công ty ít thôi. Nói nhân viên của ổng, đừng có lo. Bây giờ ổng cũng lẫn, ổng không nhớ hết đâu. Cứ nói nhân viên là ổng vui hà. Rồi rồi rồi, rồi vậy nha, tới liền nha. Rồi rồi, cảm ơn cậu. Thôi rồi, tôi lì xì đàng hoàng, yên tâm. Rồi rồi. À, má. Hả? Mới sáng sớm mới nói chuyện với ai mà có vẻ là thì thầm to nhỏ dữ vậy? À, thì mùa xuân mà má phải thì thầm mùa xuân chứ. Má, má ơi, con đâu, ba con đâu rồi? Con không biết nữa. Sao ba lâu dữ vậy? Minh ơi. Minh. Ba, ba. Trời ơi, sao Tết nhất kìa không xuống đây phụ dọn dẹp cái gì vậy? Gì mà xìu quá vậy Minh? Cái gì xìu? Gì mà sao mà cái gì mà héo queo, héo quơ, héo quắt vậy nè? Thì cũng bình thường thôi. Bình thường ngày cái gì? Ngày nào cũng như ngày đó mà. Ngày nào như ngày đó, cái gì hôm nay là ngày Tết. Ủa, nay Tết rồi đó hả? Chứ gì nữa, mỗi năm Tết mình vui vẻ lắm, mình mặc đồ phấn khích lên lắm rồi tự nhiên nay đi xuống xòi xòa quá vậy. Trời ơi, tôi nói rồi, tôi thấy tôi cũng bình thường thôi mà, có gì xòe xòa. Mình. Cái gì? Sao vậy, sao không mặc đồ cho đẹp lên? Tôi đồ này cũng đẹp vậy, phải không con? Ba, ba, ba lên thay đồ đi, ba mặc lộn đồ rồi. Sao lộn? Bữa nay Tết chứ đâu phải đi biển đâu. Con này. Con nó nói đúng đó. Em ngờ ngợ bây giờ em mới thấy ra đó, mình mặc đồ giống như đi biển quá à. Ồ, sao kỳ mà. Không có mùa xuân gì hết trơn, mình thấy không? Em với con nè, đó. Sáng sáng sớm vậy là hai mẹ con chải đầu, chải tóc rồi mặc đồ nè. Màu sắc rực rỡ không? Ừ. À. Không. Thôi, nhưng mà thôi. Thôi vậy. Bọn về được rồi. Đâu có ai tới đâu mà diễn làm cái gì. Sao không tới? Dầu sao mình cũng là giám đốc mà. À, bây giờ mình nghỉ hưu thiệt nhưng mà nhân viên yêu thương mình ta cũng phải tới, người ta chúc Tết đàng hoàng chứ. Đúng rồi đó ba. Với lại con thấy năm nay ba xìu xìu sao á. Mọi năm á giờ này ha là nhạc trống sập sình ầm ầm rồi. Rồi ba bắt con với má thay đồ diện đồ đẹp lên rồi chăm trà rót nước. Rồi người mấy nhân viên của ba tới đây ì đùng. Sao nửa năm nay ba xìu xìu sao á. Nhớ năm trước hát không? Hát cho hai mẹ con nghe không? Trời đâu năm nay hát ơi. Thử nghe đi ba. Hát đi. Bây giờ răng nó rụng hết trơn rồi mà hát cái hò cái gì nổi. Trời ơi, già mình cũng có cái niềm vui của già chứ, chẳng lẽ già cái mình xìu luôn. Bây giờ già nó nhăn nó sệ xuống rồi, mình phải vui cho nó căng lên vậy nè. Chứ mà nó nhăn nó sệ rồi mình buồn nó héo xuống vậy nè. Hiểu không? Ủa mặt tôi sệ dữ lắm hả? Sệ dữ lắm. Hả? Tươi lên đi mà mình. Tôi cũng tươi mà. Tươi đâu mà tươi. Con chán mà ghê vậy, đi lên thay đồ đi trời ơi. Ồ thay đâu. Bây giờ về hưu rồi, ai mà tới thăm tôi nữa. Ủa ba làm như là về hưu rồi là thôi vậy á. Mắc cười quá à. Về hưu mình cũng còn cái danh tiếng của mình chứ. Mình cũng còn một cái chút gì đó gọi là le lói. Một cái niềm tin le lói chứ ba. Đúng ba rồi. Là tắt cái là ba tắt liệm luôn vậy. Con ơi, le lói cái gì nữa. Con biết sao mà năm nay mà nhà mình không có nhộn nhịp không? Sao mình? Giờ này á, chắc mấy nhân viên đang là tới nhà sếp mới để chúc Tết á. Trời mình ơi, ở ngoài mình ngoài người ta tới sếp mới người ta chúc Tết để công việc cho suôn sẻ nhưng mà người ta vẫn sống vì cái tình cảm, nó vẫn có một cái hay hơn nữa chứ mình, chứ đâu phải gì vậy không đâu. Bà không hiểu đâu. Hồi xưa tôi còn làm giám đốc, thấy không? Thì còn có chuyện để nhờ vả, thấy không? Bây giờ thời buổi bây giờ mà con, đồng tiền đi trước và đồng tiền khôn. Ba bây giờ đâu còn là giám đốc đâu, ta tới làm gì nữa. Ba cứ nói vậy hoài à. Mình yên tâm đi, sẽ có khách tới mà, chúc ta tới giờ à. Có khách tới. Có hả? Có tới rồi đó mình. Tới rồi, tới rồi. Dạ em mời anh. Làm như bà này bà biết trước hay sao? Dạ. Tới rồi, khách tới rồi. Dạ. Dạ. Dạ con xin chào giám đốc ạ. Dạ, em chào chị. Dạ em chào chị ạ. Hả? Cái gì? Kêu đây bằng gì? Dạ chị ạ. Kêu đây bằng gì? Dạ chị luôn á. Bên đây chị này là má của cái chị này đó. Chị này là con của hai anh chị này. Chị này cũng là vợ của cái người này. Dạ. Vậy là coi như là cô giám đốc.
À đúng. Còn rồi. Đây là con giám đốc. À đúng rồi. Dạ vậy con cũng hơi hố quá, con xin lỗi cô giám đốc. Hố mà vui, hố dạ. Mà vui được không sao hết. Dạ. À, cái gì đây, cái gì đây? Dạ thưa cô. À. Dạ năm mới Tết đến. À. Con là tên là Chí. À. Dạ con tới con cũng như là chúc sức khỏe gia đình cô. À. Rồi có món quà gửi biểu gia đình mình mới Thảo. Biểu quà này dạ. Chú con mình ơi, quà là mình nè, đây cầm đi, cầm đi, cầm đi đó, thấy không? Nhân viên người ta thương người ta tặng quà là cầm được đi, cầm rồi đi. Bà làm cái gì quá lố vậy? Đẩy cả ghế luôn. Em vui quá, em vui quá. À, cầm đi mình. Con. Dạ dạ đây. Rồi rồi má ngồi đi. À mời con ngồi. Dạ. Vui, con vui, dạ con cảm ơn à. Ừ. Thôi con xin phép giám đốc cho con kêu bằng chú nha. Chú cho nó thân mật giám đốc ha. Được rồi, kêu cái gì cũng được mà. Dạ. À, cậu này nhìn lạ ha. Dạ. Cậu lúc nào sao như cũng cười cười vậy sao á. Trời ơi. Ê, vậy? Mình vui này, vui. Dạ. Dạ, mời anh uống nước. Cảm ơn ạ. Mình cười quá đi mình. Nói vậy là cậu là nhân viên mới hả? Của dạ. Công ty hay sao? Dạ con cũng làm được ngoạn năm rồi. À, dạ ủa? chú không nhớ con chứ thật sự con nhớ chú rất rõ. Mình sao làm sao tôi không nhận ra? Xin lỗi nha cậu. Mình lớn tuổi rồi, nhiều khi nhiều nhân viên quá làm sao mình nhớ hết. Mình bà nói sao vậy? Hồi tôi làm giám đốc là cái đầu óc tôi nó thông minh, minh mẫn nhớ dai lắm mà. Con biết nè má. Ba là giống như là ba về hưu rồi là ba muốn xóa sạch ký ức đau buồn. Những cái chuyện ở trong công ty ba quên hết nên bây giờ đó. Ba quên nhân viên. Gái tôi là nói đúng. Không không được xóa như vậy. Bỏ hết. Nhưng mà nhiều khi mình quên á, mình không nhớ hết. Nên là bây giờ người ta nhớ mình, ta tới thăm là mình vui rồi. Đúng rồi ba. Nói chuyện người ta vui vẻ đi. À nói vậy cậu là cậu hồi nãy con nói cậu tên gì? Dạ con tên là Chí ạ. À Chí. Dạ. Chí vậy chắc có lẽ cậu làm ở bên cái khâu gọi là công nợ phải không? Dạ đúng rồi ạ. Vậy là cậu còn nhớ cô Thu không? Dạ nhớ. Thu mà dạ. mà cô mập, Thu, mập 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 trắng trắng và cười có cái hai răng thỏ dễ thương. À. Vậy thì đúng. Giỏi quá, biết thông tin giỏi quá. Vậy cho đúng rồi mình. Thôi thôi hỏi tới đây thôi. Dạ. Hỏi nhiều quá. Không phải hỏi chứ mà gặp hỏi... ít thôi. Lâu ngày gặp người nhân viên cũ phải hỏi thăm. Hỏi nhiều quá nó lộ mà. Lộ gì? Lộ gì má? Có nghĩa là Tết nhất mà nói chuyện cho vui mình hỏi cái mình nhớ là những cái chuyện cũ mình buồn quá nó lộ chuyện cũ buồn. Bà bữa nay sao lạ lạ đó nha. À, dạ, lăng em... xăng lăng xăng. Bà để tôi nói chuyện với nhân viên của tôi. Dạ. À, sao? À, sắp Tết tới nơi rồi. À, con gia đình có chuẩn bị cái gì để đón Tết chưa? Dạ con chuẩn bị cũng đơn sơ à. Đơn sơ, dạ. Giỏi, biết tiết kiệm vậy là tốt. Tết con cũng chuẩn bị khoảng chừng 20 con gà. Này chắc không phải đơn sơ đâu. Cái này tôi thấy nó hơi nổ nổ chút xíu ha. Bơm rồi đó. Đây đây đây. Ăn Tết mà ăn tới 20 con gà là dữ vậy con? Dạ thưa chú gà ác à. Gà ác à? Dạ. Ba. Sao con? Sao Tết mà đi ăn gà ác là sao ba? Trời ơi, ăn hết 20 con đó chắc cái mặt ác hơn con gà đó. Thì đó, thì chủ sao phải ăn gà vậy mà? Giỡn thôi, chứ mặt nó hiền. Có cái này mỗi lần nói chuyện nó cứ vậy. Nó cười. Dạ với con cũng chuẩn bị đâu khoảng chừng vài mười mấy lít rượu đế uống cho ấm áp chú. Trời đất ơi. Rượu đế mà uống một lần mười mấy lít. Dạ. Chuẩn bị hả? Dạ. Chuẩn bị thôi đó hả? Dạ không, con đãi bạn à, chứ con uống vô cho con chết à, luôn. Bạn hả? Mười mấy lít. Vậy cũng vui rồi, có nhân viên tới thăm là vui hả mình ha? Mười mấy lít được. Lâu lâu có cái người khách vui như vậy tới rồi. Phải không con? Dạ vui, vui quá, em đổ mồ hôi hết mình. Cái gì vậy? Tại bà uống trà nóng quá, đổ mồ hôi không có gì cho con uống đi nha. Ăn miếng mất đi. Ăn mất đi anh ấy. À, cảm ơn chị ạ. Dạ, được rồi em. Ăn mất dừa đi nha, cho nó mát. Cậu ăn mất không? Dạ thôi con cảm ơn chú ạ. À. Cảm ơn chú, con không dùng nữa ạ. À. Ăn đi. Dạ. Ăn đi con. Ừ. Ăn đi rồi mình bớt nói lại. Cái gì vậy? Má con này sao vậy? Ý má nói là má ăn rồi má bớt nói lại để cho ba nói chuyện với khách. À. Thôi thì con ăn đi cho mình đừng nói nữa. Thôi hỏi đi bà, sao kỳ cục quá. À. Cậu đứng lên. Dạ. Đứng lên. Dạ có gì không chú? Dạ. Nè. Hồi nãy giờ đó nói thiệt với cậu là tôi chỉ thử cậu thôi.
Tôi thử cậu coi cậu có cái trí nhớ dai không ha, có giống tôi không? Tôi nhớ mà, cậu tên đầy đủ là Nguyễn Văn Chí đúng không? Dạ đúng rồi. À. Con nãy giờ thật sự con cũng hơi lo lo là không biết chú có bị giảm trí nhớ gì không chứ. Làm sao mà giảm được? Chú là ân nhân của con. Cả một công ty mà chú còn coi được mà. Dạ. Nhớ nhân viên. À, nhớ chứ đâu có gì. Sao vậy? Bà gì vậy? Nhân viên tôi thì bà phải vui chứ sao bà ngỡ ngàng ngơ ngác thế? Ngơ ngác ngỡ ngàng gì? Em bị bất ngờ. Má làm sao vậy má? Thôi bây giờ nè, tôi nói cậu nghe. Cái hoàn cảnh của cậu á, tôi không biết bây giờ sao ha. Nhưng mà quà cậu đem tới đó, thôi cứ đem về để đó biếu cho người khác đi. Không, mình đừng có lo. Không sao đâu, cứ để quà đó đi. Ừ, đi, đi con, đi ra đây. Ra đây, ra đây. Dạ, 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 dạ. À, không có mình tính nhất mà. Dạ thật sự đi. Ly xì Tết. Ủa sao tự nhiên ly xì con? Rồi, rồi, dạ. Sao người về về ha. Về vui vẻ nha con. Ăn Tết vui vẻ. Rồi đây 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 cửa đây. Cửa đây. Cậu nè. Chào cô chú. Dạ dạ dạ. Dạ dạ. Cảm ơn con. Má mày mới làm gì vậy? Bà làm cái trò gì vậy? Dạ. Đâu có mướn bà đứng giữ cổng. À, em tiễn khách về. Tiễn khách thì khách về rồi thì vô đây. Dạ về rồi. Mình. Nhưng mà hôm nay mình thấy vui không? Vui thì có vui đó. Nhưng mà tôi nói thiệt, tôi thấy bà bữa nay là sao nó lạ lạ sao đó nha. Trời ơi đâu có gì lạ đâu. Nói chung là nhà mình có khách tới thăm mình là em vui rồi. Vui cái gì, tôi đang vui chưa có hết trọn vẹn gì hết. Cái bà tìm cách mà đuổi khéo người ta về. Đâu có đâu. Mà không muốn tôi hôm nay tôi tiếp khách hả? Không mà, phải thì nếu mà bà muốn vậy thì thôi tôi không. Kể từ giờ phút này tôi không tiếp ai hết. Không. Thủy ơi. Ê, có khách, có khách, có khách, có khách mình. Thôi, đuổi người ta về đi, không có tiếp. Ơ, cái gì vậy ba? Tết nhất khách tới nhà mà ba đuổi về vậy hả? Ý má con mà. Không có đâu mình. Tại vì nhiều khách quá thì mình phải tiễn người này đi để mình rước người khác vô chứ đâu có phải. Cái gì đâu. Má, 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 có khách, có khách. Khách, ai vậy con? Đâu? Kê. Con hướng này. Ở trời đất ơi. Nó đi nhiều hướng quá vậy. Chào con. Con chào cô, con chào chú. Ừ. Dạ. À, ai đây? Dạ con. Anh Tân. Anh này là anh Tân. Anh làm ở trong ngân hàng chi nhánh mà má làm đó. Ủa sao lạ vậy? Hồi xưa nhân viên của bà mà bà cũng không nhận ra đó hả? Ờ, hình như tôi không có quen ai tên Tân hết á. Nhân viên tôi nhớ hết nè. À, dạ thú thiệt bác, con biết bác mà chắc bác không biết con đâu. Sao kỳ vậy? Mặt nhau hay sao? Ủa sao làm chung mà không biết mặt nhau vậy con? Bác cho con ngồi nha bác. Được, 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 ngồi đi con. Dạ, bữa nay con qua con gửi bác món quà Tết lấy Thảo. À, ui trời, tôi nặng dữ vậy. Dạ, nặng. Khoan. Thôi, vậy con có lòng tới chơi là vui rồi. Thôi cho bác gửi quà lại, đâu có quen biết gì đâu, mình không có biết mà. Bà sao lạ vậy? Hồi nãy nhân viên tôi tới tặng quà thì bà là hân ha hân hở. Bây giờ con bạn của con tới thì bà lại từ chối là sao? Thì mình nhận tấm lòng được rồi, vật chất trả về đi. Thôi được rồi, mình lòng đừng... Lòng gì không biết người ta mình, tấm mình, lòng mình... Em hiểu mà, mình đừng có lo cho em. Miễn mình vui là em vui rồi. Cái này mắc công mình phải lì xì. Tốn tiền. Cái gì? Để tiền nó dưỡng già. Tiền hưu còn bao nhiêu đâu nè. Má à, con cầm về. Bà nói cái gì vậy? Bà nói gì tôi không hiểu gì vậy? Hả? Cái gì mà tiền dưỡng già thì tiền xì trong này? Ủa sao cả nhà có một mình em nói em hiểu vậy sao không ai hiểu trơn trời? Bây giờ trời ơi, anh Tân anh có lòng tốt, anh biếu quà cho má thì má nhận cho anh vui đi. Ờ. À. Dạ con thiệt với bác. Bác nhận rồi, bác không, nhận tấm lòng con. Để rồi, con nói bác nghe, thực sự ra hồi xưa là bác làm trong con ngân hàng đó thì con là người vô sau, khi con vô thì bác về hưu rồi. Ừ. Thì con nghe người ta đồn thì cũng nói là tốt, nói xấu về bác. Dạ, xấu thì con bỏ ngoài tai, con chỉ nghe cái tốt thôi. Dạ thực sự là con rất là ngưỡng mộ bác. Nên bữa nay thực sự ra con mang gói quà qua là biếu bác chứ con có nghĩ gì đâu. Dạ bác nhận cho con vui. Rồi được. Chuyện bình thường không gì, con cắn được con. Coi như là bác nhận cái quà. Cắn được rồi Thúy. Tấm lòng thôi rồi bác. Thôi để con cứ còn dạ. Anh nữa. Đi qua tặng quà cho má mặt cười lên coi. À. Cái gì mà mặt bù xó vậy? Con Thúy nói tụi bà để ý. Ờ sao? Ủa sao cậu tới nhà của bác sao như là không được vui hả? Hay là tặng quà là thấy tốn kém quá nên buồn? Không phải. Cái mặt anh như vậy thôi. Cái mặt con nó là như vậy.
Dạ cái cơ mặt con là như vậy. Dạ hồi nhỏ đẻ ra mẹ con cũng buồn lắm. Dạ dạ, dạ đẻ đúng ra rồi. từ nhỏ tới lớn cái mặt cứ buồn vậy. Tức là mặt buồn dạ. Mà trong lòng con thì vui. Trong lòng vui lắm. Dạ sáng ra kéo lên hoài vậy nè. Ừ. Xả ra nó cũng xù xuống lại. Vậy là cái cậu Chí hồi nãy tôi nghĩ chắc hồi nãy cậu cười chứ trong lòng cậu không có vui. Nó ngược lại với thằng này đúng không? Nhưng giờ tôi nhìn thấy cái mặt của ông nè. Ừ sao? Giờ là tôi cũng không biết ông buồn hay vui nữa đó. Mặt tôi từ bà khó hiểu lắm nha. Ờ tại vì cái này nó chảy xuống mà ông nói ông đang vui. Thôi bỏ đi nha. Con nói chuyện với lại nhân viên đi. Ờ con thôi vậy giờ vậy. Coi dạ. Như là mình nhận quà một chút rồi con cầm quà về ha. Rồi mình nhận tấm lòng thôi. À, bây giờ cũng đường xá xa xôi. Tới rồi thôi con uống miếng nước đi. Uống đi rồi về. Uống rồi về. À, cái gì kỳ vậy? Khỏi ly xì. Dạ sáng uống trà. Con sợ con bị say á. Con chưa ăn gì con. Cái gì? Con sợ say lắm. Uống trà mà bị say à? Không bị say, con yếu lắm. Uống trà là bị say à. Chưa ăn á, bị say trà. Vậy thì bác biết có cái... có cái thuốc này trị hết bị say. Cái gì vậy? Con bị say nắng phải không? Dạ bị say giống như là mình ăn ít á là mình uống trà chứ là bị say nó quá. Nó choáng váng đúng không? Choáng đúng mà. Mời con, uống cái này. Con ngại say. Bảo đảm nó tỉnh liền. Dạ, cái gì vậy? Rượu nè. À, cái này được rồi bác. Khóc, cái này say hơn luôn á. À, tức là con có uống không? Dạ thôi. Dạ thôi. Thấy còn Thúy bây giờ nó bắt đầu nó giống bà y chang luôn. Giống cái gì? Ê, thì mẹ con mỗi lần không thích tôi làm gì được cũng thôi hả con. Ừ dạ. Bỏ đi ha, sáng uống rượu không có nên. Dạ. Bữa khác đi bác ha. Đây bữa khác. Ừ dạ. Thôi vậy về ha, mình về chứ. Dạ. Trời ơi, nhân viên cũ tới thăm là phải giữ lại hậu thăm giống tôi hồi nãy. Hỏi đi, sao? Thôi tôi biết rồi, con làm ông đừng bao lâu. Đấy nè. Cái nguồn gốc, cái từ lúc con vô là như nào? Nói cho bác nghe coi. Dạ con thôi tôi hiểu rồi, thấy ấp áp úng rồi tôi biết rồi, tôi nói cho ông nghe. Thật ra đó, tôi làm là chủ yếu là để cho ông vui thôi. Tôi chỉ muốn ông vui thôi, còn tôi thì sao cũng được. Đừng có làm ba cái chuyện này rồi lì xì tốn tiền tốn bạc. Tiền lương hương có bao nhiêu đâu. Giữ đó mà dưỡng thôi, già thôi, đi. Thôi được rồi, dạ con hiểu rồi. Dạ con xin phép. Hai bác con về. Ừ con, về nha. Ừ con nói. Con vô đây con thiệt. Con quý cô là người đi trước của con. Con vô công ty con nghe người ta nói nhiều về cô lắm. Mấy thật xấu bỏ ngoài tai hết. Nghe mấy cái tốt đẹp không. Người quý cô mang quà qua đây tặng cô. Người gặp chú. Con thương chú lắm. Quá cái mặt cũng buồn buồn như con vậy đó. Quý lắm. Con mà biết chú trước là con mua hai gói quà quá luôn. Con thấy thôi. Coi như tình cảm mình chắc xong rồi. Trời ơi bà. Em đứng chỗ đi. Em đừng qua đây. Anh... gì? Anh đây rất là xúc động. Bà đừng có lo. Cái cậu này cậu nói là mặt cổ nhị chứ trong lòng cổ vui. Vui cái gì? Khúc này buồn thiệt cái vui. Khúc này mặt với lại tâm lý đang buồn giống nhau. Trời ơi ông ơi. Lúc đầu là buồn trong lòng vui. Nói chuyện hồi buồn từ đầu tới cuối luôn. Trời hay quá. Có cái vụ diễn bi đát vậy luôn đó hả? Trời ơi, ông còn cao cấp hơn tôi nữa. Soạn kịch bản còn hay hơn tôi luôn. Đạo diễn cũng giỏi hơn tôi luôn vậy đó. Sao nói gì? Hả? Thôi được rồi. Coi như là cô đã coi rồi. Bây giờ xin phép mình nha. Đi qua đây con. Qua đây. Mình đi ra đây. Được rồi. Vui đó. Mình hiểu tâm lý này. Rồi bây giờ. Nào đúng. Rồi mình đi về ha. Nói vậy cũng bị đuổi nữa. Về đi. Cảm ơn bà nha. Cái gì vậy? Bà vô đây. Chuyện gì? Đã nói rồi, một đừng để vậy được rồi. Không cần phải lo được gì mà được. Tại sao bữa nay ai tới nhà mà cũng đi tìm cách mà đuổi người ta về hết trơn vậy? Hả? Trời. Bà muốn tôi vui trong ngày Tết mà bà làm như vậy hả? Tôi không vui chút nào. Không, nè, Minh. Minh, khoan, đây, em giải thích cho nè. Minh, đi đâu đó? Đây nè, Minh. Giải thích cái gì?
gặp con là ba cũng bỏ nhà ăn đi luôn á, chứ đừng nói là ba đi lên phòng là còn hiền á. Má kỳ cục quá. Con với ba không có hiểu má. Con với ba con là không có hiểu má. Trời đất ơi, con có biết những vị khách đến hôm nay là cái gì không? Cái gì là cái gì? Sao má ngộ quá à? Má, ngày xưa má làm trong công ty, má tốt, má như thế nào người ta hả mới quý má, người ta mới mang quà tới đây người ta tặng má. Nghĩ ra má đuổi hết người này tới người kia đi à. Trời ơi, má biết hết rồi đó. Biết cái gì mà biết? Má cư xử hành động như vậy mà má làm là má biết hết rồi đó. Trời ơi, con không có hiểu ba con. Ý của ba con là muốn má vui trong ngày Tết. À, ba con mới mướn một người nào đó về đây tặng quà, rồi ba con mới lấy tiền lì xì để trả công cho người ta, đúng không? Để làm cho má vui, đúng không? Cũng giống như má, hồi nãy má cũng làm vậy. Khoan 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 má dừng lại khúc này giùm con cái. Má ve lại. Ve lại cái đoạn nãy. Ai muốn tiền gì bỏ ra rồi cái gì đưa bao lì xì gọi là tiền là sao? Con không hiểu gì hết vậy. Còn má nói giống như má là cái người đầu tiên hồi nãy mà đi vô đây á, tặng quà cho ba là má mướn. Rồi cái bao lì xì má đưa là tiền công. Trời ơi. Nhỏ thôi, ba con nghe ổng buồn thì đó coi như là má lỗi của má, nhưng mà má muốn ba con vui tại vì ba con nghỉ hưu rồi, ba con nói là buồn chắc chắn không ai còn nhớ tới ba con nữa nên má mới làm vậy cho ba con vui thôi, chứ má đâu có ý gì đâu. Má nghĩ sao vậy má? Rồi cái người thứ hai tới đây á là má nghĩ là ba bỏ tiền ra rồi ba mướn người về đây làm cho má vui hả? Thì chắc vậy luôn chứ còn nghĩ cái gì nữa. Chắc cái gì mà chắc? Cái người mới tức thì ở đây nè là bạn trai của con đó. Nè, có khách tới kìa. Khách nào tới? Dạ con chào cô. Chào em, trời ơi, không ngờ con của chú giám đốc lại đẹp như vậy. Dạ, ai đây? Dạ, con là nhân viên của chú Dương, giám đốc. Dạ. Thiệt hả con? Dạ, con. Tiên là nhân viên của ổng tới thăm ổng. Dạ, đúng rồi, con là nhân viên. Vô ngồi đi, tiếp khách đi. Dạ, con mời. Mình ơi, em ngồi đi, em ngồi đi, cứ tự nhiên như nhà của em đi. Trời, cái gì đây? Dạ, mất. Trời ơi, mứt dừa hả? Dạ, dạ. Trời ơi, mứt dừa này ngon lắm nha, để em coi. Ngon lắm, em ăn thử đi. Rồi, em uống trà. Dạ, được rồi, anh thử. Mình ơi, mình có khách tới thăm thiệt nè mình. Gì nữa, khách khứa gì nữa? Chú Dương. Nhân viên. Trời ơi, lâu lắm con mới gặp chú đó. Cậu đây là... Ủa, cậu là ai mà tôi không biết cậu là ai vậy? Không cần biết con là ai, không cần biết ai là con. Gì vậy? Con đến đây đi. Tao không còn biết thì cậu đi về đi. Dạ, đến đây tặng quà chú. Dạ, mời chú. Dạ đây. Dạ, đây. Dạ, món quà Tết là của Ít Lòng Nhiều. Tuy nó chỉ có giá trị vài tỷ đồng thôi, nhưng mà đó là tất cả những tấm lòng của con. Dạ, với lại con xin cô chú chiều nay hãy mở ra, chứ bây giờ này nó chưa biết được cái gì ở trong đó đâu. Dạ, chiều hãy mở. Dạ. Tới chơi là vui rồi, không cần quà cáp gì. Dạ, Tết nhất mà con làm trong công ty á, con gặp hết tất cả mọi người để con tặng quà, nhất là chú giám đốc đây. Ngồi đi con, ngồi đi. Con mời cô chú ngồi. Con làm chung hả? Mà con ở đâu? Sao lâu quá không thấy con ghé qua? Dạ thì con cũng làm chung, nhưng mà lúc con làm á thì con lại không biết chú Dương. Dạ mà lúc mà con biết chú Dương rồi á thì là con đang làm trong công ty đó. Nó nói. Ủa sao nó nói chút tôi đi loạn xả trơn trọi vậy? Con mình nói mình chặn lại từ giai đoạn. Nó hơi rối con. Nó hơi rối. Dạ, đây nè. Bây giờ vậy nè, con nói là con không biết chú Dương. Dạ. Mà tại sao con tới nhà chú Dương được? Dạ thì... Rồi tại sao mà con nói là chú Dương không có làm đó? Con đi làm, chú Dương nghĩ là con đi làm rồi con mới biết được chú Dương. Dạ phải làm vậy nè, lúc con vô làm thì chú Dương về hưu rồi. Làm rối não. Dạ con cũng rối mà. Với lại lúc mà chú Dương vậy hưu thì cô với lại cô kêu con đi lại tặng quà. Cái gì? Không có. Dạ cái này là cái lòng thành của con, chứ con không có ai kêu con hết á. Dạ không có gì là có dính dáng tới bạn.
Dạ đâu có gì đâu. Có dính gì với dạ, nhau dạ, không? Dạ dạ không có dính gì hết. Thôi dạ thôi ở nhà mình không có tivi kìa, mở karaoke hát đi chú. Mở karaoke hát đi. Chứ để cho Tết nhất mà có lời ca tiếng hát rồi cho nó vui. Đúng rồi, hát cho dạ, vui. Dạ dạ. Chứ thôi để nhà mình nó buồn nó vắng như cái chùa á cũng vậy. Cái gì vậy? Con, kỳ nha. Dạ. Đừng dạ, có nói cái chùa. Dạ, con hơi lố. Dạ dạ. Dạ. Mình mở mình hát đi chú ha. Dạ. 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 Mở chị. Thôi Tết nhất mà hát hò gì ồn ào lắm. Nói vậy là sai rồi. Cái cậu này có nói đúng là phải vui vẻ lên. Dạ, mà sáng rồi. Nhà mình nó nhiều chuyện rối rắm quá rồi. Ba nghe. Ba nói hay quá. Bây giờ thì ba nói để nhà mình vui vẻ lên mở nhạc hát hò đi. Vậy sao từ sáng giờ con nói ba hát ba không hát đi. Đâu giờ ba hát thử con nghe cái gì. Ba hát. Ba sáng là không hát bây giờ là có hứng hát rồi. Sao có hứng hát? Dạ. Thấy người ta tới nhà hát em muốn hát rồi đó. Dạ, bà hát này rồi tôi tặng riêng cho bà. Hay quá trời. Nếu anh nói anh vẫn chưa yêu là thật ra anh đang dối lòng. Trời ơi. Còn anh nói đã chót yêu em rồi là thật ra anh đang dối em. Trời ơi. Rồi từng ngày vắng em, trái tim không ngủ yên. Rồi từng ngày nhớ em, trái tim anh cũng không ngủ yên. Cái gì kỳ vậy? Thôi xin em hãy hờ hững như ngày mới quen. Thôi xin em hãy hờn dỗi như là mới yêu. Hay hay quá công nhận. Nếu anh nói à, còn nữa. Anh đã yêu em. Ôi chà, có chuyện cung luôn á. Là như anh yêu lúc nào. Còn anh nói anh đã chán yêu em rồi. Là hình như anh muốn ăn cái này. Trời ơi, cái gì vậy con? Cái gì vậy Thúy? Dạ, thôi bà đã đang tình cảm cho dạ. Đứa dài con gót luôn chứ gì con nhiên. Dạ, con thấy nóng nực bực bội quá nên con hát hò chơi dạ, cho vui Tết nhất mà ăn chiếc guốc thì hơi kỳ dạ. Dạ. Là vui nè, dạ. Thích rồi nè, thích cậu này đó. Dạ. Cậu này vui nè. Dạ. Cậu này vui quá. Hãy uống một ly mới được à. Đây hả? Nó uống ly đó. Dạ thôi uống ly này cho nó. Đây. À, dạ này là rượu Tây đó mà bác. Tây à, dạ. Uống đi con. Dạ dạ. Đây. Dạ vậy thôi con xin kính con. Cô với chú. Ừ à. Em. À, anh uống rượu nha. Okay. Sao? Ôi, chưa bao giờ mình uống cái ly nào mà nó đã như ly này á. Sao? Đã quá. Đã quá, rượu Tây có khác. Dạ, dạ. Ừ, con à. Dạ. À, hồi đó con làm ở trong công ty của chú đó. À, con làm gì bên cái khâu mà thu ngân đó phải không? Dạ. Hả? Dạ đúng rồi, con làm bên khâu thu á. Ừ, thu dạ. Ha. Dạ, con... Thu nhập có khá không con? Thôi nói thiệt với chú, chứ thu nhập của con thì giờ nó cũng tùy theo cái giống như cái nồi nước lèo vậy thôi. Bữa nào bán hết thu nhập nó khá, còn bữa nào bán không hết thì lỗ, nhiều khi lỗ tiền bún á. Ủa gì kỳ vậy? Ủa gì con? Con làm mà thu ngân hàng rồi mắc mới gì tiền bún? À, dạ dạ con xin. À. Dạ không có, ý con nói là cái tiền mà làm ở trong thu ngân á à. Là nhiều khi thì cũng có thu có chi. Dạ thì có bữa thì nhiều khi mình thu nhiều, có bữa mình chi nhiều đó. Dạ, dạ. Ý con nói là tiền mà nhiều như nước vậy dạ, đó hả? Dạ. Hay à, con này biết ví dụ nó vui vui. Dạ, bây giờ mới cái gì cũng mới hết á. Rồi con đi làm vậy rồi có con đi làm mỗi ngày vậy là có gì đó cứ bằng đi lại có dễ dàng không? Dạ đi lại thì dễ thôi chú, con cứ tay tô rồi con đi bộ tới người này người tới rồi con bưng cho người ta thôi. Dạ dạ. Ủa gì kỳ vậy? Cái gì đi, gì bưng tô? Hả? Nuốt
con nói bưng tô là bưng tô gì? Nói gì chú không hiểu. Ý con á là nhiều khi làm ở trong ngân hàng á thì anh em ăn uống này kia rồi con cũng bưng cho người ta luôn, giống như anh em ở trong công ty vậy đó mà. Không, dạ. Con có tình nghĩa đoàn kết đó. Mà con nói thiệt với lại cô chú chứ không có ai mà giống như là dám làm giám đốc mà như chú đâu. Con nghe biết bao nhiêu là cái tiếng mà cái danh tiếng cái tài tiếng của chú mà trước kia mà chú khoan con, cái danh tiếng khác mà cái tài tiếng nó khác. Con ủa? Nói là ủa? Cái nào nói tài tiếng, nói tài tiếng. Cái tài tiếng ông bị gì vậy con? Dạ không có, con ý con nói là cái tiếng á, cái tiếng á. À, dạ cái tiếng tâm á hả? Dạ tiếng tâm á là cái tiếng là nó nghe bằng lỗ tai của nó. Nó đi bằng tai tiếng. Hay á, thì vui à. Dạ cái lúc mà chú về hưu rồi á là tất cả những anh em ở trong công ty là vô cùng thương tiếc chú. Nhất là cái lúc ngồi nhậu nè chú. Ngồi mà uống 1-2-3 ly rượu là bắt đầu đốt điếu thuốc lên để mà tưởng niệm chú. Trời ơi. Nhưng mà nhớ lại chú. Cái gì kỳ vậy? Ủa tôi còn sống mà. Ờ trời con, chú còn sống. Ủa chú còn sống mà con. Ủa này con nói bị sai hả? Ừ, con nói con vô cùng thương nhớ chú. Dạ. Thương nhớ. Dạ chú. Mỗi lần nhậu là cũng nghĩ tới chú. Dạ. Thôi giờ cô chú đừng hỏi nữa, hỏi hồi con nói bậy con thiêu luôn à. Thiêu ai? Dạ tiêu con luôn, tiêu con luôn. Chắc nó xỉn rồi. Thôi cảm ơn món quà của con á. Dạ vậy mình cho em qua nha. Cảm ơn món quà của con, thôi rồi mình đứng lên. Thôi bây giờ vậy. Con về vui vẻ nha. Cảm ơn con. Xỉn rồi mình còn nói chuyện nhiều khi họ lỡ lời. Tết nhất có con nói gì xui xẻo cả nhà. Ủa con 2-3 ly mà xỉn như cô Dung. Bây giờ cô Dung chưa có về được. Cái gì? Tiền gì đây, đi về đi con. Trời ơi, trời lại đây chứ. Hôm nay bỏ nguyên nồi bún nước lèo, bây giờ lại đây là 500 tiền quà nè. 500 tiền nồi bún nước lèo nè. Trời đất ơi, cái gì, tôi có kêu cậu tới đây làm cái gì đâu. Tôi đâu có. Nè. Cô là người lớn nha cô nói làm sao mà cho con nít nó nể nha. Cô làm sao mà cho con nít nó nghe nha. Giờ cô kêu ông lại tặng quà cho con chú rồi. Giờ hả cô không có dư tiền tiền làm sao. Con lỗ tiền quà của con. Còn con hôm nay con không bán được nữa. Tôi kêu cậu. Vậy chứ ai kêu con? Tự nhiên có con khùng mà con lại đây con tặng quà mà con không biết ông này là ai đó. Ai kêu? Cô Trang kêu con. Cô Trang kêu con lại đây tặng quà cho chú nè. Nè anh kia. Nói dạ. Năng tùm bậy vậy, đi về đi. Ở đây tôi không muốn tiếp anh nữa nha. Vậy đi về. Bây giờ là bắt đầu quậy vậy đó nè. Trời ơi. Cô với chú nghĩ là cô chú người lớn giờ con nói rồi chú nghe luôn bây giờ cô tin không? Giờ muốn chơi luật rừng hả? Ủa? Chứ bộ nãy giờ anh chưa quậy nhà tôi hả? Quậy muốn nát cái nhà. Anh nha, tôi nói anh. Gì? Nãy giờ lại tay ta ca hát cho quá hết rồi. Sao? Giờ sao? Giờ muốn kêu công an hay muốn gì? Bây giờ có đi ra không? Không biết ra là tôi kêu công an thiệt á. Kêu công an đi. Trời ơi, quậy tới bến luôn kêu công an đi đó. Ủa, giờ anh sao? Hả? Hả? Công an đâu? Chứ tưởng tôi sợ hả? Ủa? Anh, đúng rồi, anh vô anh giúp em giải quyết cái chuyện này đi. Trời ơi, công an hả? Nè. Ủa, sao nó chạy vậy? Trời đất ơi. Trời, buồn muôn thở trở lại rồi. Trời con ơi, mùa xuân con không đem được mùa thu tới thì thôi con đừng đem mùa hạ. Sao thấy buồn quá vậy con? Dạ, lúc này buồn mà lòng con đang vui. Dạ. Ủa, vui hả? Dạ. Ủa? Dạ. Trời ơi, anh Tân. Ủa, đâu đây? Dạ, em... Nguyễn ơi. Ủa, anh quen hả? Em rể anh mà. Hả? Sáng giờ mày làm gì? Con mén nó gọi điện thoại tao nó bán vốn mày quá trời mày. Bỏ nguyên nồi nước lèo. Bỏ nước lèo gì? Em đi xô xuân hay có xô em chạy đây. Ủa là bây giờ không bán nước lèo bây giờ đi hát hả? Có, nay em bắn tẻ em chạy xô thôi để kiếm thêm chứ trời ơi con vợ em ngày nó phát em có 7,000 miếng sơm ăn nữa. Bây giờ nói rõ ràng đi, bây giờ mày từ nãy giờ mày nói cái gì tao không hiểu cái gì đó. Trời ơi có vậy mà anh cũng không hiểu nữa thì cái chuyện là vậy nè. Sao? Cái gì đâu la như vậy, cái chuyện đó nó bình thường mà Tết nhất bây giờ ai cũng vậy đó. Mày dám làm cái chuyện gì hả? Ủa, em thấy cái chuyện đó nó đâu có thất đức gì đâu mà. Tao không thấy cái chuyện đó, tao thấy cái chuyện đó là không có nên làm. Trong khi ở nhà con vợ mày nó đang cái nồi bún nước lèo không ai giúp nó. Từ sáng giờ một mình nó bán rồi một mình nó bưng.
có ai mà phụ nữ mà bưng mà đội lên đầu nó đi như làm xiếc không? Anh ơi, vợ em nó vậy là vừa rồi anh ơi, trời ơi, ngày nó phát em có 7 ngàn rồi, nó chịu em ăn nguyên một ngày luôn rồi, sao em chịu nổi? Em trời ơi, thân... mày có duyên quá, mày nói xấu con vợ mày, mà vợ mày nó là em ruột của tao đó. Mày chết nghĩ tao mét lại với nó không? Chết cha, nghe bị hú gì đây hả ta? Hú nặng luôn á. Tao mà mét lại là kỳ này nó ly dị thì lúc đó ra đường nha, từ mà bưng tô xuống rửa chén không có người mướn mày luôn, mày tin không? Trời ơi, vậy là bị giáng chức nữa anh. Giáng chức luôn, tin không? Dạ thôi, vậy thôi chắc em đi về quá. Về. Dạ thưa cô chú con về. Em anh về. Chút nhớ lấy tiền giùm em. Cho cái chỗ còn lấy tiền hả? Ủa gì kỳ vậy? Có tự nhiên khách của tôi cậu vô còn đuổi về luôn là sao? Hả? Dạ không. Nhà này là đang xảy ra cái chuyện gì? Ai tới bị đuổi về hết trơn vậy? Khách bà đuổi về tới cậu là dạ, sao? Dạ bác bà bình tĩnh bác. Con có chuyện muốn nói với bác gái. Dạ cái chuyện này chuyện riêng. Chuyện gì? Chuyện riêng gì? Dạ, chuyện riêng, dạ, dạ, bác trai con. Cái chuyện này tới nhị, dạ, bác trai nghe không được dạ. Đúng rồi, nó nói chuyện với em thôi, mình cứ ngồi đi. Dạ, em nghe dạ được thưa đó. Bác gái, con thấy cái chuyện mà bác làm gì là không có được. Dạ, dạ đồng ý là con biết là bác muốn giữ tình cảm trong gia đình. Nhưng mà bác làm gì con thấy kỳ quá. Tự nhiên cái bác mướn cái thằng đó, mà bác biết thằng đó là gì không? Nó là em rể của con, nhờ nó mang quà tặng cho bác trai. Mà con nói với bác gái biết cái chuyện đó thì thật sự ra là cũng vì bác gái thương bác trai thôi. Nhưng nếu cái chuyện đó mà con nói riêng với bác, mà lỡ như con vô ý con nói cho bác trai nghe, thì bác nghĩ cái hạnh phúc gia đình của bác rồi lúc đó ra sao? Mày nghĩ tao ngồi giữa đây mày nói gì tao có nghe không? Không, nếu mà tai bác trai thính thì có thể nghe được. Tai không có vấn đề gì hết. Trời ơi, bác ngồi bên đây bác còn nghe, ổng ngồi đây mà không nghe. Con em ngồi bên đây em còn nghe gì? Mà vậy là nói chung luôn rồi. Trời ơi, ủa nhiều chuyện. Nhưng mà bác đâu có kêu đâu bác, cái người chuyện này là sao? Chết rồi. Cái gì vậy? Cái người đầu tiên tới là ai? Người đầu tiên là cậu Chí đó hả? Dạ. Cậu là nhân viên cũ của tôi. Là nhân viên thiệt của mình. Còn gì nữa? Cái gì vậy? Trời ơi, chết em rồi em. Chết cái gì? Thôi rồi. Để con giải thích ra cho ba hiểu nè. Cái chuyện nó là vậy. Ba nghĩ coi, má bỏ tiền ra mướn người về đây á, để mà tặng quà cho ba, để cho ba vui mấy ngày Tết đó. Mà ba tầm phù, má tưởng cái anh Chí nhân viên của ba là cái người má mướn. Bởi vậy má mới đem cái bao lì xì má đưa cho người ta, coi như là tiền công má trả cho người ta. Còn cái người thứ hai tới đây á là anh Tân, bạn trai của con. Đúng rồi. Thì má lại nghĩ là ba bỏ tiền ra, ba mướn anh Tân tới đây tặng quà cho má để cho má vui. Bởi vậy má tầm phù má đuổi người ta đi về, má sợ tốn tiền, má sợ tiếc tiền. Rồi cái tới người thứ ba đó, cái người đó mới là người má mướn tới đó má. Cái người mà tầm phù vô đây quậy muốn nát cái nhà mình nè. Trời đất ơi, cái gì mà nói tôi nghe tôi muốn nhũn não luôn vậy. Rắc rối quá vậy. Tại sao bà làm ba cái chuyện đó hả? Em muốn mình vui, em thấy mình. Bà muốn tôi vui và làm ba cái chuyện từ sáng đến giờ tôi không có vui chút nào. Tôi nói bà rồi. Thôi được rồi, bây giờ dầu sao bỏ tiền ra 500 ngàn để mua quà tặng, mình cũng phải coi mua cái gì, ít ra coi như mình cũng chẳng mất gì. Đúng. Cái gì vậy? Trời đất ơi, 500 ngàn mua hai tờ giấy số vậy? Bà hay quá. Hai tờ giấy số là bao nhiêu tiền? 20 ngàn. 20 ngàn, bà đưa cho thằng đó bao nhiêu? 500 ngàn. Thiệt quá mà. Đưa 500 ngàn để lấy hai tờ giấy số giờ rồi. Hèn gì hồi nãy nó nói chuyện là tôi nghi rồi. Tôi hỏi là vấn đề chuyên môn, cái nghề nghiệp của nó. Tự nhiên là làm ngân hàng mà tự nhiên là bưng tô nước lèo, tô bún. Rồi còn nói là chia sẻ tình cảm với lại nhân viên ở trong công ty. Rồi hỏi đi lại thì sao, nó trời ơi, tùy theo nắng mưa. Nó thằng đó, nãy tôi nghe là tôi thấy tào lao rồi đó. Tôi nói cho bà nghe nè. Bà thấy cái sự lợi hại chưa? Hả? Tôi không thấy lợi, thấy hại không rồi đó. Nè, quyền cao chức trọng cũng chưa chắc là mình phân biệt ai thật ai giả, hiểu chưa? Người ta đó sống không phải là lúc nào cũng là tiền bạc. Bà thấy không, có cậu Chí đó, thấy không? Mặc dù tôi đã về hưu rồi mà cậu vẫn bỏ thời gian ra tới chúc Tết tặng quà cho tôi. Còn bà trái lại, bà muốn làm tôi vui và làm ba cái chuyện gì tầm bậy tầm bạ không à? Thôi được rồi, em biết lỗi rồi, em hiểu rồi. Coi như là tình cảm nó phải xuất phát từ tấm lòng chân thật, đúng không? Chứ không phải là mình mua chuộc, đúng không? Đúng. Hiểu chưa? Em hiểu. Mình muốn không có được làm như vậy chưa?
Rồi em không có làm gì đâu, em hứa mà. Còn anh nữa, anh làm gì vậy? Hồi nãy anh qua đây cái mặt anh cũng chầm dầm đóng, giờ anh quay lại đây để làm gì rồi cái mặt anh cũng chầm dầm đóng. Ừ con, nhà bác á, bây giờ á, mùa xuân nó tới rồi, con bỏ cái mùa hạ của con qua một bên được không? Con chuyển mùa thu cũng được, bác không ép mùa xuân cũng được. Cố lắm rồi bác ơi, nó cứ hạ hoài luôn á. Trời đất ơi, biết sao mà mày lại quen với cậu như vậy? Không giống ai. Con quay lại, con nói thiệt bác, nãy con thấy cũng hơi kỳ, về mà thấy cũng hơi kỳ. Nhưng mà tại sao quay lại đây? Nhưng mà con nói này ra bác đừng có giận con nha. Cái gì? Thì con nói đi, chuyện giải quyết xong hết rồi, đâu còn giận hờn gì đâu con. Dạ con biết bác người lớn, hai bác không bao giờ giận con. Dạ số là vậy, nãy con về con phát hiện con mất cái điện thoại. Dạ Nè không phải. Cậu nghĩ gia đình này là cái gì mà lấy điện thoại của cậu qua đây chứ ai đụng chạm gì? Con ơi, mình xúc phạm ba má. Đầu năm đầu tháng nha. Không phải, vừa nãy con nói trước rồi, hai bác đừng giận mà. Anh đi về đi. Tôi có đâu mà không nhận cái gì? Không, ý con hỏi có ai lỡ tay hay không thôi chứ. Lỡ tay không có ai lỡ tay. Con nói gì mày nghe được hả? Tôi gì mà lỡ tay hả? Bình tĩnh. Cậu nói như vậy là không được. Người lớn ở đây không mà cậu nghĩ người ta lấy cái gì của cậu. Dạ không phải. Tôi đâu có đến nỗi đi ăn cắp được cái điện thoại của cậu. Con biết rồi, tại con rối quá. Tại điện thoại mua trả góp, góp chưa xong nên hơi rối. Trời ơi, chưa xong đó là chuyện của cậu. Sao cậu nghĩ là... Thôi bây giờ con nghĩ là con để quên đâu đó. Để quên hả? Để quên thì kiếm đi. Ngồi xuống đi mình. Cái ngày gì tôi không biết. Cậu đi đến nơi nào, cậu để cái gì sáng ở đâu ngồi chỗ cậu phải nhớ. Cái điện thoại của anh bây giờ còn mở máy hay là khóa máy rồi? Ủa sao mình không gọi ha? Tự nhiên mình đi kiếm chi ta. Trời ơi. Gọi đi. Đổ chuông rồi nè. Nghe cái tiếng đâu, nghe quán nè. Gì? Đâu? Có đổ chuông rồi. Cái hướng này nè. Đây rồi. Cái gì? Điện thoại mà cậu bỏ trong này hả? Dạ. Đây. Trời đất ơi, trời đất ơi. Bây giờ tao hiểu tại sao mặt mày lúc nào cũng buồn rồi. Dạ. Mày làm gì? Mày nghĩ sao mà cái gói quà mày bỏ cái điện thoại trong đây làm gì? Hả? Dạ. Sáng gói gấp quá quên để luôn vô trong đó không nhớ. Trời ơi. Bạn mày thấy ghê. Dạ nè, bác ơi. Con dạ. Mà cái gì với nó mai mốt nó gói con nó tặng người ta luôn đó. Trời ơi. Dạ con quà thì con tặng mà điện thoại con lấy lại ạ. Ủa mày gói sao mà chị lấy ra hay vậy? Dạ đáng lẽ là con mở ra nhưng mà tặng quà bác con không dám mở. Bác là người mở, con chỉ chọt lỗ con lấy điện thoại ra thôi. Mày kéo tay ghê. Lẹ tay quá. Không tìm hết, không tìm hết. Ừ thì nó cũng lẹ tay nè, nó cũng thôi ra cái nó. Bác nhận quà này từ con nghe. Dạ con cảm ơn bác. Dạ. Cảm ơn con. Dạ. Nè Thúy. Dạ. Thấy Tân á, bạn của con á, bề ngoài thấy hơi khù khờ á, nhưng mà thật ra là bên trong tâm rất là tốt. À, coi như là bữa nay là nhiều chuyện lắm ha. Sáng giờ mình có nhiều cái món quà bất ngờ quá. Dạ à, khó hiểu nữa. Khó hiểu nữa. Bây giờ là mình đã giải quyết xong hết rồi. Bây giờ á, tôi xin tuyên bố. Tuyên bố gì? Cho phép con Thúy với lại cậu Tân đây được tìm hiểu được nhau. Được tìm hiểu nhau. Làm nghe. Cái gì? Hết rồi nha con. Mày nói thiệt hả? Thiệt chứ. Con cảm ơn bà. Trời ơi. Cái gì ba? Chấp nhận con rể sớm ba. Sớm quá con, sớm nó tìm hiểu thôi mà. Dạ. Mà sao mặt hôm nay tươi quá vậy? Con sắp có vợ mặt tươi lại. Cái mặt vui thì phải dễ coi hơn không? Dạ. Không? Bây giờ người ta có người yêu, mặt người ta vui. Bây giờ mình có em, mình có vui không? Vui suốt đời nữa chứ. Nhớ giữ gương mặt này nha không? Dạ giữ luôn. Ba, còn cái này ba còn vui hơn nữa nè. Cái gì? Má có một tiết mục văn nghệ phục vụ cho ba. Có không? Có. Thế hả? Em đâu có biết hát gì đâu. Thôi đừng có giả bộ nữa, tôi nghe bà hát hoài mà. Tao hát bài gì đây? Má, hồi sáng má hát gì á, giờ má hát múa lại cho ba coi đi. Hát đi ba. Thôi tôi tặng ông quá nha. Hát đi. Trên đường đi lễ xuân đầu năm, qua một năm rụt rối tơ tằm, xuân mới nhiều ước vọng chờ mong, mai nhờ rủi ít ngóng trông, xuân về pháo đỏ rực hồng.
đón xuân đầu năm nè. Qua một năm ruột rối tơ lành. Trời ơi. Bình chọn Việt Nam Entertainment Awards từ 8 tháng 1 đến 15 tháng 1